Kiều Tiên mến chào quý khán giả đến với chuyên mục Chuyển đổi số, chuyên mục do Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp thực hiện. Chuyên mục Chuyển đổi số kỳ này có chủ đề Số hóa địa chỉ đỏ, hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Dương Minh Châu. Mời quý vị khán giả theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, với tinh thần tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đã tích cực thực hiện số hóa các di tích lịch sử, qua đó giúp nhân dân và du khách hiểu hơn về ý nghĩa, giá trị của các địa chỉ đỏ trên địa bàn, đồng thời giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong đoàn viên thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền quảng bá các di tích lịch sử huyện, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp huyện Dương Minh Châu đã tích cực ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, xây dựng các công trình bản số hóa địa chỉ đỏ, vừa giúp dễ dàng tra cứu và tìm hiểu, vừa tăng tính hấp dẫn với người xem. Từ năm 2023, thì huyện đoàn Dương Minh Châu đã triển khai cái giải pháp về là tích hợp số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện. Thì trong đó thì huyện đoàn đã triển khai ở tại 3 địa điểm. Thứ nhất là khu căn cứ rừng lịch sử xã Trà Là. Thứ hai nữa là điểm di tích cái Ba Thứ của xã Phước Ninh. Một điểm nữa là khu căn cứ Suối Môn của xã Phan. Hiện tại thì sau khi mà được tích hợp những cái nội dung này thì các bạn đoàn viên thường xuyên đến và các bạn thông qua mã QR thì các bạn nắm được những thông tin về các khu di tích, khu lịch sử này và các bạn cũng là góp phần cho cái công việc và tuyên truyền cũng như là mời các bạn ở những nơi xa về, các bạn cũng có thể thay mặt cho huyện, các bạn cũng có thể là chia sẻ được về những cái khu di tích đó. Điển hình như trên địa bàn xã Phước Ninh đã triển khai có hiệu quả mô hình tuổi trẻ xung kích và tìm hiểu lịch sử địa phương, tích hợp các thông tin về di tích cây Ba Thứ vào mã QR để giúp người dân trong và ngoài địa phương biết được thông tin mà không cần giới thiệu. Người dân và du khách chỉ cần dùng điện thoại thông tin quét mã QR là có thể dễ dàng tìm hiểu, cập nhật được những thông tin về điểm di tích. Với địa chỉ này, bên cạnh đó, xã đoàn Phước Ninh cũng thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu đúng, đủ và rõ nội dung về địa danh đã số hóa. Bên cạnh đó, xã đoàn Phước Ninh còn tích cực tuyên truyền thêm trên các trang mạng xã hội như trang fanpage của xã đoàn Phước Ninh, các trang của tuổi trẻ xã Phước Ninh, rồi Phước Ninh quê hương anh hùng và các trang mạng xã hội có liên quan đến xã. Xã đoàn Phước Ninh cũng đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền này trên các phương tiện. Sau khi chúng tôi dựa trên các cơ sở lịch sử như là lịch sử đảng bộ xã Phước Ninh, một số cái thông tin từ các đồng chí lão thành cách mạng, truyền thống lịch sử của huyện Dương Minh Châu, thì chúng tôi trên địa bàn xã Phước Ninh thì chúng tôi có một cái địa danh, đó là địa danh cây Ba Thứ. Thì trên các cơ sở lịch sử cũng như là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí là lãnh đạo địa phương chỉ đạo, thì chúng tôi đã tổ chức họp ban chấp hành. Và sau khi có được các cái yếu tố về lịch sử như vậy thì cũng đã trình ra cho chỗ đảng ủy chỉ đạo tuyên giáo và các ngành có liên quan tổ chức họp mời các đồng chí là lão thành cách mạng, các đồng chí là hưu trí có liên quan tới địa danh cây Ba Thứ về để thống nhất một số nội dung để cho đoàn thanh niên có đầy đủ các nội dung để chuyển số hóa với cái địa chỉ lịch sử này. Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển thì được sự chỉ đạo của tỉnh đoàn và huyện đoàn về mô hình công nghệ, mô hình chuyển đổi số tuổi trẻ xung kích trong tìm hiểu di tích lịch sử địa phương ở địa bàn xã Phước Ninh thật sự rất ý nghĩa. Thì qua đó thì chúng em có thể tuyên truyền với bạn bè, người thân. Không cần đến cái di tích mà chỉ cần áp vào mã QR thì chúng ta có thể thấy được những thông tin lịch sử hình thành của di tích này và đường để đi tới. Thì em thấy mô hình này thật sự rất là ý nghĩa. Bên cạnh đó, trong năm 2024, huyện đoàn Dương Minh Châu cũng đã thành lập được đội hình tuyên truyền viên của đoàn tại các khu di tích lịch sử. Đến nay, huyện đoàn đã thành lập được 4 đội. Mỗi đội có từ khoảng 5 đến 10 thành viên với nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trên địa bàn huyện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng khác nhau, đảm bảo tính chính xác về nội dung thông tin và theo sự chỉ đạo của cấp trên. Về việc thực hiện chuyển đổi số của đoàn trong thời gian vừa qua có thể nói là đóng một vai trò rất là quan trọng. Các việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, các cách làm hay này cũng đã góp phần quảng bá rất là tốt
về cái lịch sử, cái truyền thống của địa phương, quảng bá các di tích, trong đó đặc biệt là căn cứ Dương Minh Châu, căn cứ Láng, căn cứ Suối Môn, rồi di tích cây Ba Thứ, đến với cán bộ đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài huyện, rồi đặc biệt là các đoàn khách tham quan du lịch. Thì theo đánh giá của lãnh đạo huyện thì những cái mô hình này có ý nghĩa rất là quan trọng, không chỉ là đối với địa phương, không chỉ là đối với việc quảng bá cái truyền thống lịch sử, mà là nó còn có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc quảng bá du lịch của địa phương nữa. Rồi ngoài ra thì cũng góp phần giúp cho địa phương thực hiện tốt cái nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong thời gian vừa qua. Việc triển khai mô hình số hóa các địa chỉ đỏ không chỉ tiết kiệm kinh phí trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch mà còn thể hiện tính tiên phong, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng và nhân dân nói chung dễ dàng tìm hiểu, có nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Qua đó, giáo dục truyền thống khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước. Hiện nay, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch sẽ giúp hình thành những tấm khiên vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, từ năm 2022 đến nay, huyện đoàn Dương Minh Châu đã triển khai thực hiện mô hình nâng cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng. Mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị. Nhiều bài viết chống phá Đảng và Nhà nước được các thế lực thù địch tung lên không gian mạng với nhiều hình thức nhằm phát tán các thông tin sai trái thù địch, gây nhiễu loạn thông tin, hướng lái công chúng hiểu sai lệch, kích động những tư tưởng bất mãn, chống đối của Đảng, Nhà nước và nhất là ảnh hưởng đến nhận thức chính trị của thế hệ trẻ. Trước tình hình đó, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, định hướng chính trị, giáo dục, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng theo hướng tích cực, giúp các bạn khai thác và sử dụng các tiện ích của không gian mạng an toàn, qua đó nâng cao chất lượng uy tín của hoạt động đoàn, hội năm 2022. Bí thư huyện đoàn Dương Minh Châu Trần Thạch Cương đã có sáng kiến nâng cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái thù địch trên không gian mạng, triển khai đồng loạt tại 11 xã thị trấn, 4 chi đoàn ngành, 3 đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Là triển khai cái mô hình mỗi đồng viên là một chiến sĩ áo xanh trên không gian mạng được thực hiện trong thời gian qua với những cái hiệu quả rất là tốt. Chúng tôi kịp thời định hướng tư tưởng cho các bạn đoàn viên thanh niên với những cái thông tin chính thống và chỉ cho đoàn viên thanh niên biết được là đâu là những thông tin xấu độc, đâu là những cái luận điệu xuyên tạc mà trên mạng cần phải đoàn viên thanh niên cần phải có sự phân biệt để không bị chuyển hóa, không bị cuốn theo những cái thông tin sai sự thật đó. Bản thân em trong thời gian qua em có sử dụng mạng xã hội và em có tuyên truyền gia đình và bạn bè sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý là không like, không share những bài viết chưa chính thống và không được xác thực của cơ quan nhà nước, những trang mạng xã hội sai sự thật. Ban Thường vụ huyện đoàn đặc biệt quan tâm công tác nắm bắt thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trước các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội bức xúc, quan tâm của dư luận và những vấn đề nảy sinh ở địa phương. Huyện đoàn đã chia sẻ và đăng tải các nội dung từ các nguồn chính thống về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện đoàn chỉ đạo hướng dẫn các cấp bộ đoàn trong toàn huyện thành lập hệ thống mạng xã hội Facebook để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn. Qua đó, nắm bắt nhu cầu và định hướng cho thanh niên sử dụng trang mạng xã hội đúng cách và hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến nay, huyện đoàn thành lập và duy trì có hiệu quả tài khoản Facebook huyện đoàn Dương Minh Châu. 100% các cơ sở đoàn đã thành lập trang Facebook và fanpage phục vụ tuyên truyền hoạt động đoàn, hội, đội, định hướng và nắm bắt dư luận xã hội, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Huyện đoàn Dương Minh Châu còn đẩy mạnh việc xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, hình thức phong phú, phù hợp với thanh niên,
như infographic, trailer, video, tập trung tăng cường truyền tải những thông tin tích cực tới đoàn viên, thanh thiếu nhi trên các nền tảng số, với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Các cấp bộ đoàn, hội, đội đã tận dụng tối đa tiện ích của Internet, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện kịp thời và bồi dưỡng tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tôn vinh những gương người tốt, việc tốt, thanh niên sống đẹp, thanh niên tình nguyện. Bên cạnh những cách làm truyền thống, một số phương pháp mới đã được các cấp bộ đoàn áp dụng và đem lại hiệu quả cao, nhất là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các nền tảng công nghệ số, thường xuyên kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn. Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên của huyện đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và đơn vị có liên quan chỉ đạo về tổ chức đấu tranh, ngăn chặn tham mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chuyển đổi số kỳ này. Chuyên mục chuyển đổi số được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ Ba hàng tháng trên kênh TTV11. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.